Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình quay cho các bạn xem một chiếc Mazda 3 đời 2017. Chiếc CX-5 đời mới thì mình sẽ gửi đến các bạn ở một video khác. Còn video hôm nay là về chiếc Mazda 3 2017. Thì chiếc này có một cái ngoại hình mà mình đánh giá là nó trung tính và nó đáp ứng được cả thị hiếu của số đông người dùng, không như chiếc đời 2022 phiên bản mới thì nó có phần trẻ trung hóa. Chiếc này thì có phần nhẹ nhẹ nhàng hơn. Bản này là chiếc này đang được bên đại lý đang có giá bán rất là tốt trên thị trường xe cũ. Đó là rơi khoảng dưới 500 triệu, khoảng 460 gì đó. Mình sẽ để giá ở phía bên dưới cho các bạn tham khảo nhé. Những cái nhược điểm ở đời trước đời này, đời 2016 ấy, đời 15, 16 thì sang đến đời này họ bên Mazda họ đã lược bỏ đi kha khá rồi. Vừa từ bên ngoài cho tới bên trong, đặc biệt là bên trong nhé. Đặc biệt là bên trong cái khu vực cần số này. Rồi là cái khay đựng cốc này, rất là đẹp. Đặc biệt là cái vô lăng này mình thấy là đẹp hơn chút rồi. Nhưng mà nếu mà để mà nói đẹp nhất thì có lẽ phải là trước là cái vô lăng đời 2022. Một điểm nữa là về vận hành của cái xe này vẫn là dùng động cơ 1.5. Tuy nhiên khi mà mình lái thì nó đã bị đỡ ù hơn đời trước. Đời trước mình đã có một lần lái thử, nó ù quá. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nhé. Đây là bên trong của chiếc Mazda 3 facelift 2017. Các bạn có thể thấy là cái như mình nói lúc trước, cái vô lăng này ấy, nó đã đẹp hơn trước rất là nhiều rồi. Có đầy đủ phím bấm. Tuy nhiên cái ghế ở đây lại là ghế chỉnh cơ, chưa phải chỉnh điện. Chỉnh điện. Cả ghế trước, ghế lái và ghế phụ đều là chỉnh cơ hết. Đồng hồ thì vẫn như trước thôi. Sang đến đời 2022 thì mới là một loại đồng hồ điện tử rất là to. Đây là màn hình. Màn hình này thì vẫn như đời 2016. Tuy nhiên là cái khu vực này họ đã làm đẹp hơn này. Cần số này. Rồi là phím chuyển sang chế độ thể thao. Phanh tay ở đây đã đổi thành phanh tay điện tử rồi. Cho nên là tính thẩm mỹ nâng lên rất là nhiều. Tiếp theo là khoang hành khách thì... sự đẹp và thực dụng thì đúng là không đi đôi được với nhau. Tuy là xe mẫu sedan hạng C nhưng lại có một cái ụ gần đến động cầu trước, nhưng lại có một ụ rất là to ở đây. Thành ra là nếu mà ngồi 3 người thì ở hàng ghế này thì lại hơi chật. Đây, mình đang cho các bạn xem góc nhìn ở hàng ghế thứ hai trên chiếc Mazda 3 facelift. Thì các bạn có thể thấy đây là ngồi khá là ổn. Đây có bệ tỉ tay, gặp hai để cốc. Thực ra thì mình ngồi đây, chân này mình duỗi cũng khá là ổn. Tuy nhiên là với một chiếc sedan hạng C thì cũng hơi chật. Các bạn nào đã từng ngồi hàng sau này thì cho mình cảm nhận phía bên dưới nhé, ở dưới phần comment ấy. Vừa rồi là những trải nghiệm cảm nhận nhanh của mình trình về chiếc Mazda 3 facelift 2017. Về vận hành thì chiếc xe này cho một cái cảm giác vận hành mình thấy khá là ổn, nó đỡ ổn hơn đời trước. Tất nhiên là vẫn có một vài cái điểm nhược, như là xe nó không gian hàng hai nó vẫn là chật. Nói chung là cái này đặc trưng của Mazda rồi. Ngoài ra là cái tính năng sport của xe cũng rất là hay. Nó cho cái độ bốc nó không quá mạnh nhưng mà nó vừa phải. Tất nhiên mình cũng phải đánh đổi là tiếng máy nó sẽ vọng vào bên trong thôi.
Các bạn nghĩ sao về Mazda 3 2017 thì để lại bình luận phía bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.